Ngày 16 tháng 10, Công an huyện Phú Thiện Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Hiện trường vụ tai nạn. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 tối 15 tháng 10 trên quốc lộ 25, xe máy 81-11, 231 do Nguyễn Đình Dương 20 tuổi, xã Ia Sôn, lái theo hướng thị xã An Ân ra đi huyện Phú Thiện. Khi đến đoạn qua địa phận xã Ia Sôn huyện Phú Thiện, chiếc 81-11, 231 da dấp trực diện với xe máy 81-3, 898 do Trần Văn Tuấn 20 tuổi, xã Ia Ke, chỉ dẫn từ hướng ngược lại. Hậu quả, Dương và Tuấn đều chết trên đường đi cấp cứu, 2 xe máy bị hư hỏng nặng, đứt lìa nhiều phần.